Cô chào các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Ở những tiết học trước, thầy cô đã mang đến cho các con những bài học rất bổ ích về chủ đề miền cổ tích. Để tiếp tục tìm hiểu về chủ đề này, hôm nay chúng ta sẽ có một tiết học khá lý thú. Các con nhớ nghe cô giảng và cuối bài học sẽ có phần ghi vào vở bài học nhé. Các con vừa được xem một hình ảnh ở trên máy tính. Bây giờ các con sẽ nghe cô hỏi nhé. Con đã từng kể lại chuyện cổ tích cho người khác nghe chưa? Người nghe, con kể là ai? Con đã kể câu chuyện đó theo cách nào? À, con nhận thấy người nghe có hiểu, có thích thú câu chuyện con kể không? Các con à, truyện cổ tích luôn là thế giới đầy hấp dẫn với những câu chuyện đầy màu sắc, lung linh, huyền ảo. Vậy, làm thế nào để chúng ta kể được một câu chuyện đúng, hấp dẫn? Hôm nay, cô cùng các con bước vào bài học kể lại một truyện cổ tích. Mở đầu của bài học hôm nay, chúng ta cần có các bước cần đạt như sau. Bước thứ nhất, kể lại được truyện cổ tích. Bước thứ hai, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp và năng lực hợp tác. Bước thứ ba, cần có năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân. Và bước cuối cùng, ý thức tự giác, tích cực trong học tập. Các con thân mến, để kể lại được một câu chuyện cổ tích, chúng ta cần chuẩn bị các hoạt động như sau. Đầu tiên là hoạt động hình thành kiến thức. Trong hoạt động này gồm có các hoạt động nhỏ sau. 1. Hoạt động chuẩn bị bài nói. 2. Hoạt động các bước tiến hành bài nói. 3. Hoạt động trình bày bài nói. Và 4. Hoạt động trao đổi về bài nói. Bây giờ chúng ta bước vào hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động chuẩn bị bài nói. Ở hoạt động này, các con nhớ xác định đề tài nói, đó là một câu chuyện cổ tích. Thứ hai, các con cần xác định không gian và thời gian nói, đó là nói ở đâu, vào lúc nào và nói trong thời gian bao lâu. Tóm lại, ở hoạt động này, các con cần xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. Bây giờ, chúng ta bước sang hoạt động thứ hai, đó là các bước tiến hành bài nói. Ý tưởng của bài nói chính là truyện cổ tích mà con sẽ kể lại, cho nên việc tiến hành bài nói cần có các bước chuẩn bị như sau. Đầu tiên là tìm ý và lập dàn ý cho bài nói. Cô lấy ví dụ, nếu kể lại truyện cổ tích sọ dừa thì cần có các ý chính như sau. Ngày xưa, có đôi vợ chồng hiếm muộn phải đi ở cho nhà phụ ông. Một hôm, bà vợ vào rừng hái củi, uống nước trong cái sọ dừa và về nhà có mang. Ít lâu sau thì sinh ra một đứa bé kỳ dị, không chân không tay, tròn như một quả dừa. Thấy đứa bé biết nói, bà giữ lại và đặt tên cho là sọ dừa. Thương mẹ vất vả nên sọ dừa nhận đi chăn bò cho nhà phụ ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Nhà phụ ông thì có 3 cô con gái thay nhau đưa cơm cho sọ dừa. 2 cô chị hắt hủi sọ dừa, chỉ có cô Út là đem lòng thương yêu. Sọ dừa nhờ mẹ đến nhà phụ ông hỏi vợ. Phụ ông thách cưới rất to, nhưng thấy sọ dừa mang đủ đồ thách cưới đến, đành phải gả cô Út cho chàng. Và cuối cùng nhờ chăm chỉ đèn sách, sọ dừa thi đỗ trạng nguyên và được cử đi sứ nước ngoài. Trước khi đi, chàng còn đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng để phòng tai họa. Nhờ thế mà vợ chồng đã thoát nạn. Cuối cùng họ sống cuộc sống rất là hạnh phúc. Sau khi đã có các ý chính thì chúng ta cần lập dàn ý cho bài nói. Trong phần dàn ý cần có các bố cục như sau. Đầu tiên là lời giới thiệu, sau đó là đến nội dung bài nói, tức là câu chuyện cổ tích. Cuối cùng là lời cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nói. Hoạt động tiếp theo trong bài nói đó là luyện tập và trình bày. Sau khi các con đã có bài nói hoàn chỉnh, các con sẽ tập nói trước gương hoặc trước người thân. Cần lưu ý dòng điệu cao, thấp, to, nhỏ, nhanh hay là chậm, phù hợp khi kể về các nhân vật này, sự việc khác nhau. Kết hợp lời kể với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ phù hợp với ngôn ngữ nói, các con tránh đọc thuộc lòng. À, khi nói thì cần phải bao quát, các con hướng ánh mắt về phía mọi người, đặc biệt là người nghe. Bước cuối cùng trong bài nói là trao đổi và đánh giá.
Chúng ta cần lập bảng kiểm tra nói khi kể lại câu chuyện cổ tích. Ở cái phần này, các con tham khảo ở sách giáo khoa trang 57 và 58 nhé. Các con thân mến, trước khi ghi lại toàn bộ bài học, các con hãy xem và nghe câu chuyện sọ dừa để hiểu hơn về cách kể một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa, có hai vợ chồng một lão nông nghèo đi ở cho một nhà phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ, nhưng đã ngoài 50 tuổi mà chưa có lấy một mụn con. Một hôm, người vợ vào rừng lấy củi. Trời nắng to, bà rất khát nước. Trời ơi, khát quá! Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bèn bưng lên uống. Thế rồi về nhà, bà có thai. Thời gian ngắn sau đó, chồng bà cũng không may qua đời. Mẹ ơi, sinh con ra đi. Hả? Con ở trong bụng đã biết nói sao? Vâng ạ, mẹ mau sinh con ra đi. Con muốn ra ngoài lắm rồi, con muốn nhìn thấy mẹ. Một đứa trẻ biết nói từ trong bụng thì ắt biết tự ra ngoài, phải không? Vâng, mẹ nói đúng ạ. Vậy mẹ chịu đau một chút nhé. Úi da, con ra được rồi nè mẹ. Con, sao hình thù của con lại kỳ dị vậy? Mẹ đừng vì thế mà đem vứt bỏ con nhé. Con rất yêu mẹ. Không, không đời nào con yêu. Con là máu mủ của mẹ. Dù con có thế nào thì mẹ vẫn yêu con. Từ nay con sẽ có tên là sọ dừa nhé. Con thấy cái tên này thế nào? Ôi, con thích cái tên đó, nghe rất dễ thương, phải không mẹ? Thời gian trôi đi, sọ dừa vẫn thế, cứ lăn lóc chẳng làm được việc gì. Bà mẹ lấy làm phiền lòng lắm. Mẹ, giờ con đã có thể đi làm việc phụ mẹ được rồi. Mẹ đi xin với phú ông cho con đi chăn bò cho nhà ông ấy đi mẹ. Trời, con thế này làm sao mà đi chăn bò được chứ? Con rất nghiêm túc mà mẹ. Mẹ hãy đi bảo với phú ông ngay đi. Trước những lời chắc như đinh đóng cột của con, bà mẹ bèn đến xin với phú ông. Cái gì? Thằng sọ dừa nhà bà biết chăn bò hả? Bẩm ông, con trai tôi khẳng định nó có thể làm tốt gấp nhiều lần người bình thường. Xin hãy cho nó được chăn bò cho ông ạ. Hay mình cứ thử xem, nó không được thì mình đuổi nó. Mình có mất gì đâu. Mình mấy nó chỉ là một cục thịt như một cái sọ dừa thế. Nuôi thì ít tốn cơm, công xá lại chẳng đáng là bao. Chẳng ngờ cậu chăn bò rất giỏi. Ngày ngày cậu lăn sâu đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sâu đàn bò về nhà. Cả đàn bò, con nào con nấy cứ no căng. Phú ông lấy làm mừng lắm. Vào ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết cả. Phú ông bèn sai bao cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho sọ dừa. Lần đầu tiên là phiên cô chị cả. Sọ dừa! Sọ dừa! Hừ, chăn bò kiểu gì mà không thấy mặt mũi đâu. Mà mình chưa thấy nó bao giờ. Mặt mũi hắn thế nào nhỉ? Sao lại tên là sọ dừa ta? Kỳ cục thật. Tôi đây, thưa cô cả. Á, à, má ơi, cái gì mà kinh vậy? Quỷ hả? Ờ, tôi là sọ dừa, được thuê chăn bò cho nhà cô mà. Eo ôi, giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu tên là sọ dừa rồi. Gớm chết khiếp. Hai cô chị rất kiêu kỳ, ác nghiệt, đều hắt hủi sọ dừa, đùn đẩy hết việc đưa cơm cho cô Út. Thật may, cô em Út vốn tính thương người nên đối đãi với sọ dừa tử tế. Anh đói lắm rồi phải không? Tôi mang cơm đến cho anh đây. Cô Út, cô thật tốt với tôi. Một hôm, đến phiên cô Út mang cơm cho sọ dừa. Mới đến chân núi, cô bỗng nghe thấy tiếng sáo véo von. Rón rén bước lên, cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Thế nhưng trong chớp mắt, tất cả đã biến mất tăm. Chỉ thấy sọ dừa nằm lăn lóc ở đây. Nhiều lần như vậy, cô Út biết sọ dừa không phải người thường, bèn đem lòng yêu quý. Đến cuối mùa ở thuê, sọ dừa về nhà giục mẹ đến hỏi con gái phú ông về làm vợ. Bà lão thấy vậy tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi, bà cũng chiều lòng. Trời ơi! Thằng sọ dừa muốn hỏi cưới con gái ta ư? Được, để ta hỏi ba đứa con gái của ta xem có đứa nào đồng ý không nhé. Chắc
chắc là có mấy con bò nhà mình muốn cưới sọ dừa thôi. Bảo bà ta ra hỏi mấy con bò xem. Này, chị nói thế, khác gì xúc phạm những con bò nhà mình hả? Cha, con đồng ý lấy chàng sọ dừa. Cái gì? Con đồng ý lấy cái sọ dừa lăn lông lóc trên đất đó sao? Này, em gái, có phải em bị ma nhập rồi không? Con rất nghiêm túc. Chàng sọ dừa là một người hiền lành, lương thiện. Con muốn kết duyên cùng chàng. Thật vậy sao cô Út? Ôi, con trai tôi thật phúc đức. Khoan đã, tưởng vậy là xong à? Con gái ta là lá ngọc cành vàng, đâu dễ dàng gả cưới thế được. E hèm, bà mở cái tai cho to mà nghe ta thách cưới đây. Hãy về sắm đủ 10 chỉnh vàng, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 bò rượu tâm đem sang đây. Chưa hết, giờ mới đến phần chính này. Bảo con bà dựng căn nhà ngói 5 gian, cao đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Nội trong 3 ngày, nếu có đủ các lễ vật thì ta gả con gái cho nghen. Bà mẹ buồn rầu về báo tin với con, nhưng sọ dừa vẫn điềm nhiên bảo với bà cứ yên tâm. Quả thật đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà có đầy đủ mọi sính lễ. Phu ông hoa cả mắt, đành phải gật đầu đồng ý. Trong ngày cưới, sọ dừa cho bày cỗ thật linh đình. Lúc trước dâu, chẳng ai thấy sọ dừa trọc lóc, xấu xí đâu. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đứng bên cô Út. Sao thằng sọ dừa lại biến thành một chàng trai tuấn tú như thế chứ? Thật tức chết mà. Má ơi, biết thế, hôm đó con đã đồng ý lấy sọ dừa rồi, thì giờ có phải sướng không? Từ ngày ấy, hai vợ chồng sọ dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, sọ dừa còn tỏ ra rất thông minh. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách, và quả nhiên năm ấy, sọ dừa đổ trạng nguyên. Thế nhưng cũng lại chẳng bao lâu sau, sọ dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng gà, dặn vợ luôn phải mang theo bên mình để phòng thân. Quan trạng đi khỏi cũng là thời cơ chờ đợi bấy lâu của hai cô chị. Em gái ơi, cục cưng của chị, đi chơi với các chị không? Chị với cô em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét, rất tâm hại em. Để thay làm bà trạng, hai cô chị đã rủ cô Út chèo thuyền đã bị chọc thủng ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em ra khơi trong lúc sóng to gió lớn. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dạt vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, 2 quả trứng gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng cô Út. Hai em có thấy buồn không? Còn chị thì buồn lắm. Chị rất nhớ chồng chị. Không biết kiếp này còn được gặp lại nhau nữa không? Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. Y lời gà gáy, đó chính là thuyền quan trạng đi tìm. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Đưa vợ về nhà, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế khắp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro, ra chiều thương tiếc lắm. Chúng tôi đã cố ngăn cô Út đừng ra biển chèo thuyền, nhưng nó không nghe, nên giờ mới nên nổi. Ôi, em gái đáng thương của tôi. Trời ơi, em gái tội nghiệp của tôi. Em ra đi thanh thản, các chị sẽ thay em nâng khăn sửa túi cho chồng em. Chào hai chị. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, liền bỏ đi biệt xứ, không ai còn nhìn thấy. Hai vợ chồng quan trạng từ đó sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ ghi vào tập ngắn gọn nội dung của bài học hôm nay. Các con nhớ ghi đầy đủ và ôn bài cho cô. Sau khi ghi bài xong, các con bước sang phần hoạt động, luyện tập và vận dụng. Ở phần này,
các con hãy kể một câu chuyện cổ tích đã học ở lớp 6 cho người thân nghe nha. Trên đây là toàn bộ bài học kể lại một câu chuyện cổ tích. Cô hy vọng sau tiết học này, các con sẽ nắm vững các bước, tự tin khi kể một câu chuyện cho người khác nghe. Hẹn gặp các con vào tiết học hôm sau. Cô chào các con.